Anh đi đâu đây? Em ngủ đi. Sao lúc nào anh say em cũng quanh quẩn ở bên anh thế? Em theo dõi anh đấy à? Nếu em theo dõi anh thì sao? Có người thuê em làm thế à? Em đùa thôi. Em đi theo anh mọi nơi, đơn giản vì em yêu anh. Em phải nói điều đó bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu đây. Anh không thể nào hiểu được. Ngọc này, em nên kiếm lấy một thằng vừa mắt, lấy chồng và sống an phận đi. Đây là lời khuyên chân thành của anh đấy. Mẹ anh bảo anh nói với em thế à? Không, chỉ là anh không muốn trở nên thua lỗ với em thôi. Anh cứ làm như là anh chưa từng ý. Biết vậy, sao còn bám theo anh? Đó là điều ngu ngốc nhất của em. Mà trong chuyện này anh cũng có xe giống bố đấy nhỉ. Im đi. Chuyện thường của đàn ông, có gì mà anh phải bức xúc thế? Hôm trước có người đã bảo với em chuyện của anh và cô ta chia tay khi đã muốn nhận đính hôn đấy. Về đi. Anh định đuổi tôi giữa đêm chỉ vì nhắc đến cô ta à? Biết. Anh là thằng khốn nạn. Tôi hận anh. Đến chết tôi cũng sẽ vẫn hận anh. Anh sẽ phải trả giá vì đã ruồng rẫy tôi. Ông thấy sao? Tin của tôi có giá trị chứ? Thằng cha Hòa Vâu đa nghi như Tào Tháo ấy. Ông ấy đang cho người đi điều tra. Nếu đúng có chuyện như vậy, ông ấy mới chuyển tiền. Vậy thế còn phần của tôi thì sao? Ông yên tâm, tôi sẽ chuyển tiền cho ông. Giờ tôi phải đi có việc đã. Một nửa sự thật vẫn nằm trong tay mình. Mình đang tò mò, không biết Hòa Bâu sẽ mua với giá nào. Có thể Khắc Chính cũng không ngờ bí mật của ông ta nằm trong tay mình. Mình nên bán điều này cho Hòa Bâu hay cho ông Chính nhỉ? Nếu dự án đi vào hoạt động, nơi anh em mình vừa đứng sẽ là bến thuyền du lịch và thương mại. Nó sẽ là tuyến đường thủy, làm thành một tuyến đường du lịch nối các điểm du lịch ven sông với nhau. Những quả đồi sẽ trở thành những hòn đảo nổi trên hồ, mà trên đó có thể hình thành những resort giữa thiên nhiên. Hôm nay giới thiệu với chú về ý tưởng thế thôi. Này, chứ thấy chú tâm trạng quá, chắc cũng không vào đầu được nhiều. Em xin lỗi anh, mấy hôm nay xảy ra nhiều việc quá nên em hơi mệt mỏi. Ông cụ nhà chú đang ở thời điểm nhạy cảm, sẽ còn bị phá nhiều. Những chuyện thị phi như vừa qua sẽ khó mà tránh khỏi. Cuộc sống thực sự là một cuộc đấu. Mệt mỏi thật đấy anh ạ. Đúng vậy. Thôi, mình đi làm chút gì cay cay, xả stress đi.
Cảm ơn em. Nào, mời chú. Chú thấy không? Món cá sông này ở Nam Giang ngon hơn hẳn những nơi khác. Mai kia, lòng hồ thủy điện sẽ thành cái rốn hút thủy sản. Chú thử tưởng tượng mà xem, buổi tối ngồi trên đảo mà thưởng thức những món như thế này thì ngon như thế nào. Khách du lịch có mà kéo đến ầm ầm. Em đang lo là nếu phát triển thủy điện sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Bây giờ khi chặn dòng chảy đã có những ảnh hưởng đến sinh thái rồi. Chú nói đúng, nhưng chú cũng lưu ý là tôi là người đưa ra ý tưởng du lịch bền vững, tức là không gây ra những tác động lớn, mà bất kỳ sự phát triển nào chẳng phải có sự trả giá. Điều quan trọng là làm sao giảm thiểu được sự trả giá đó. Em mời anh. Bên cạnh việc mang lại lợi ích kinh tế cho tỉnh, một dự án như vậy sẽ giải quyết việc làm cho người dân trong vùng, nhất là việc làm cho thanh niên. Mà vấn đề này tôi thấy ông cụ nhà chú rất tâm huyết đấy. Vâng, em cũng đã từng nghĩ như thế. Chỉ có những vị lãnh đạo có tâm có tầm thì mới có quan điểm như vậy. Mà tôi nói thật, trong vụ Sa Khê, ông cụ chọn nhầm chủ đầu tư rồi. Tôi mới biết chú là con của chủ tịch tỉnh, nhưng tôi thấy chú là người có học, có hiểu biết. Tôi tin chú sẽ thoát được khỏi cái bóng của bố chú. Kìa anh lại hơi quá lời rồi đấy. Tôi nghĩ mình không nhìn nhầm người đâu. Vì thế tôi sẵn sàng đấu tranh với hội đồng quản trị của tập đoàn để giành 10% lợi nhuận khi dự án hoạt động cho chú. Coi như là ghi nhận đóng góp của chú. Khốn nạn! Tao đã trả mày quá nhiều rồi, nên mày tưởng mày muốn giở trò với tao thế nào cũng được à? Tôi nhắc lại, hoặc là một vị trí quan trọng trong tập đoàn với số cổ phiếu không dưới 10%, hoặc là những thông tin quan trọng nhất mà tôi biết sẽ được bán cho những kẻ đang cần nó. Mày làm nghề mà mày không hiểu luật chơi. 10% á? Đừng có mơ. 1% cũng không đáng đâu. Được thôi, đúng là bản lĩnh của đại gia. Nhưng thứ tôi đang có còn có giá gấp 10 lần thứ mà thằng Phan vừa bán cho ông. Còn điều quan trọng nữa, ông không quên tôi đã xử lý Vũ thằng Điền thế nào giúp ông. Công an vẫn đang tìm kẻ giết thằng đó đấy. Sao tháng này chuyển tiền chậm thế? Chuyển vào số tài khoản mới của tôi ấy. Đúng rồi đấy, cái đó tôi biết rồi, cứ nói với sếp của cậu như vậy. Thế nhá. Anh, sao anh đi sớm thế hả? Này, ông học cái tính khi người từ lúc nào thế? Ông nghĩ làm như vậy là ông xóa hết tội lỗi ông gây nên phải không? Thế mình có muốn hàng xóm láng giềng người ta nghe thấy gia đình nhà mình cãi nhau không? Mới sáng ngày ra mà đã ầm ĩ. Tôi với chú Bình còn có việc phải đi gấp. Mình có còn hỏi gì nữa không? Thế còn cái việc mình nghe người ta nói ấy, nói là vậy nhưng không phải vậy, mình cứ phải bình tĩnh, đừng có tin, đừng cứ làm loạn lên. Tôi đi đây. Lại còn làm mặt giận mình. Cứ như thế mình là người có lỗi. Hoặc là một vị trí quan trọng trong tập đoàn với số cổ phiếu không dưới 10%, hoặc là những thông tin quan trọng nhất mà tôi biết sẽ được bán cho những kẻ đang cần nó. Khốn! Alo,
Ông anh tôi trên đó cho biết con đường chính trị của ông Khắc Chính chắc chắn sẽ tiêu tan. Sau lùm xùm chuyện đời tư cộng với đơn từ kiện cáo nữa. Chuyện chính trị chẳng có gì là chắc chắn cả. Mấy trò các ông bày ra vừa rồi không đủ để làm xước da ông ta đâu. Ông nói phải. Nhưng ông quên, có những chuyện hay ở chỗ không đủ cơ sở để kết luận, nhưng cũng không đủ để khẳng định ông Chính vô can. Đánh gục đối phương không có nghĩa là phải dùng lực, mà là phải điểm đúng huyệt. Điểm nóng bây giờ không phải là ủy ban tỉnh, mà đang chuyển về Sa Khê rồi. Trường Thành đang gấp rút ép ông Chính khởi công. Tôi thấy ông nên quan tâm đến tính thời điểm. Cậu đặt cho tôi một cuộc gặp với ông Chính nhé. Cậu cứ nói là tôi có thông tin liên quan đến sự thăng tiến của ông ấy. Chính này nổi tiếng là người cẩn trọng. Nhưng dự án Sa Khê chưa khởi công mà đã bộc lộ nhiều chuyện hớ hênh. Điều này thật không bình thường. Nhất là đang hy vọng vào cái ghế bí thư. Ông ta càng không thể vì ăn tiền mà manh động được. Có lẽ chúng ta không thể trì hoãn thêm được nữa. Bằng chứng đã rõ. Vậy các trường hợp liên quan đến nhân vật chính thì sao anh? Việc nhân vật chính bị sờ gáy, chắc chắn những kẻ còn lại sẽ nằm im. Đối thủ của bọn chúng không dại gì mà có những động thái hở sườn. Em lo người chống lưng cho nhân vật chính sẽ khôi phục được vị thế chính trị của mình. Như thế, việc bắt người không có chỉ đạo từ trên sẽ khiến việc điều tra gặp khó khăn. Chuyện nam nữ bình thường với người khác, nhưng hoàn cảnh của anh thì là tối kỵ. Người ta sẽ quy vào phẩm chất đảng viên, rất mệt khi xét về vấn đề nhân sự. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận hơn. Chính vì thế, anh nên có động thái mạnh hơn để PR hình ảnh cho bản thân, đánh át những dư luận xấu. PR hình ảnh bây giờ đang là cái quan chức rất quan tâm đấy. Cảm ơn anh. Tôi sẽ lưu ý đến chuyện này. Mời vào. Anh ạ. Sao hôm nay lại khách sáo thế? Dạ, em mang cho anh cốc trà hoa cúc ạ. Cảm ơn. Em nghe nói hôm qua chị nhà đến cơ quan, em lo quá, cả đêm không ngủ được anh ạ. Anh ơi, chị có làm gì quá không? Bà ấy vẫn thế mà, hơi tí là làm mầm lên. Nhưng chung quy cũng là lo cho tôi thôi. Vâng, anh cũng không nên chủ quan. Một người nói thì không sao, chứ nhiều người cùng nói, em sợ chị sẽ không chịu nổi. Tôi định gọi chú sang đây cũng vì chuyện đó. Tôi vừa bị mấy anh ở trên nhắc nhở phê bình nhân chuyện báo mạng viết lăng nhăng ấy mà. Các đồng chí ấy nói là tôi chưa biết chú trọng đến công tác truyền thông, thậm chí phải để ý đến cả việc tạo dựng hình ảnh cá nhân của mình. Cũng phải. Sao em không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Em sẽ lập ngay cho anh một cái Facebook, rồi nhờ thằng cháu em liên tục update, xem dân tình họ comment thế nào. Cũng là cách để vừa tuyên truyền, vừa điều chỉnh cách làm anh ạ. Facebook là để cho giới trẻ nó giao lưu. Mình là quan chức đầu tỉnh, tham gia như thế có tiện không? Đấy là anh nghĩ thế thôi. Chứ quan chức bây giờ, ối người điều hành chỉ đạo công việc qua Facebook. Đấy cũng là một cách để gần dân anh ạ. Anh này, đêm qua anh lại mất ngủ phải không? Em thấy mắt anh thâm quầng ấy. Dạo này tôi thường thức dậy giữa đêm và không ngủ lại được nữa. Chuyện ông Hòa gặp anh hôm qua làm anh suy nghĩ phải không? Anh này,
Em thấy thằng cha đấy khá hung hăng đấy. Tập đoàn Đức Hòa vẫn cay cú về thất bại vừa rồi. Họ tìm cách này cách kia để tiếp cận tôi cũng là điều dễ hiểu thôi. Em lại cứ lo hắn nắm được chuyện gì gây bất lợi cho anh. Cũng không có gì đâu. Cảm ơn nhé. Dạ. Em đi ạ. Tôi sẽ chờ tin anh. Giờ này, ngày mai. Alo. Tôi Hoàng đây. Tôi nghe nói ông về Nam Giang. Có vẻ như ông đã tìm được nước cờ hay, nên không thấy ghé thăm Sơn Thanh. Ông đừng hiểu lầm. Có những chuyện tôi cần phải dọn đường trước. Nhiệm kỳ của Khắc Chính không còn lâu. Ông cũng thừa biết như thế. Tới thời điểm thích hợp, tôi nhất định sẽ ủng hộ ông. Tôi đang mời ông Thái về Sơn Thanh. Tôi sẽ xem dịp nào thích hợp để ông tiếp cận được sâu hơn. Nhưng cũng phải xem ông còn hứng thú hợp tác không nữa. Sao lại không? Ông bạn thiếu niềm tin quá đấy. Tôi chỉ lo cho ông bạn thôi. Tôi thấy mấy thằng cha Trường Thành dục dịch giải phóng mặt bằng thủy điện Sa Khê. Xem ra ông Chính có vẻ yêu ái họ hơn. Người của ông Chính đã liên lạc chưa? Dạ, chưa thấy gì anh ạ. Nếu ông ta không đàm phán với mình thì sao nhỉ? Chắc mình phải nháp trước một bài báo lấp lửng chuyện quá khứ của ông ta lên tờ lá cải. Mình cũng phải để ông ta ngửi thấy mùi của cuộc đấu thì có lẽ ông ta mới cuống đít lên được. Tôi đã nghĩ kỹ rồi ông Vũ ạ. Tôi thấy việc chúng ta chọn chủ đầu tư dự án Sa Khê có vẻ hơi vội vàng. Nhưng việc đã rồi, cho nên là không thể thoái lui. Nhưng tuyệt đối không để xảy ra sơ suất và những vấn đề tổn hại cho đời sống dân sinh. Em không hiểu ý anh. Chuyện đó chúng ta đã có hẳn một hội đồng chấm thầu, chứ đâu phải qua loa đại khái. Nhưng có những vấn đề chỉ nhìn vào hồ sơ dự thầu chúng ta không thể thấy được. Em hiểu những băn khoăn của anh. Nhưng mọi việc chúng ta cần phải làm đúng luật. Những phát sinh bất cập chúng ta đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh, giải quyết. Chứ nếu chúng ta bắt họ hoãn thì khác gì tự đập vào mặt mình. Có chuyện này em muốn hỏi anh, nhưng ngại là anh không còn tin cậy em như trước nữa. Sao bỗng dưng cậu lại nghĩ như vậy? À, cậu muốn hỏi về việc chủ tịch Đức Hòa phải không? Anh không thấy tiện thì thôi ạ. Dù gì thì ông ta cũng đã đến gặp anh với tư cách cá nhân. Ông ta gặp chủ tịch tỉnh, chứ đâu phải gặp tôi với tư cách cá nhân. Thế hả? Chuyện này tôi thấy cũng cần phải suy nghĩ thêm, cho nên chưa tiện nói với cậu. Ngắn gọn là ông ấy có một đề nghị. Đề nghị? Liên quan đến thủy điện Sa Khê ạ. Đức Hòa muốn đầu tư sâu vào Nam Giang, chứ không chỉ dừng lại ở Sa Khê. Xét về khía cạnh lợi ích của tỉnh, ta cũng không nên bỏ qua những ý kiến có tính khả thi đó. Này, cậu có vẻ không yên tâm phải không? Nếu nói không yên tâm thì đâu phải Đức Hòa mà cả Trường Thành hay bất cứ một doanh nghiệp nào muốn đầu tư vào Nam Giang, em thấy đều không nên đặt niềm tin hoàn toàn. Mình cho người ta cơ chế mở, nhưng cần kiểm soát và sàng lọc anh ạ.
Ý tôi cũng như cậu đấy. Nhưng từ sau hôm đi thực tế, tôi thấy bất an nhiều hơn. Và lại, cũng còn một số vấn đề khiến tôi phải lựa chọn. Em cũng đoán là anh đang có chuyện khó nghĩ. Tôi nói câu này, cậu cứ thẳng thắn cho ý kiến nhé. Giả dụ tôi phải dừng dự án Sa Khê, để tính toán lại, việc này có làm được không? Thưa anh, là việc này chưa hề có tiền lệ. Nhưng nếu là việc khiến anh phải khó nghĩ đến thế, chắc hẳn là việc quan trọng. Anh yên tâm, dù là trường hợp nào thì em vẫn ủng hộ anh. Không có chuyện gì là ta không tìm được đường ra anh ạ. Đúng là chủ tịch tập đoàn Đức Hòa không phải là tay vừa. Anh à, chào ông. Chúng tôi bên cơ quan điều tra có lệnh triệu tập khẩn cấp đối với ông. Triệu tập tôi à? Vẫn là cái đơn tố giác tôi trốn thuế sao? Đến cơ quan điều tra ông sẽ rõ. Rất mong ông hợp tác. Cho tôi chậm vài phút được không? Alo, là anh đây. Anh có chút việc đột xuất, ở nhà đừng có quá lo lắng. Ờ, anh sẽ về sớm thôi. Tôi có thể đi được rồi. Mời ông. Nhanh tay lên. Không để lọt những tài liệu nhạy cảm, nhất là hệ thống sổ sách nội bộ. Nhưng sẽ bị triệu tập vì việc gì? Mình có lo xa quá không anh? Đừng có hỏi nhiều. Sếp đã có lệnh trước khi đến cơ quan điều tra. Giờ này mà ông ấy không về, rất có khả năng là bị giữ lại ở đó rồi. Dạ, em chào hai anh ạ. Có chuyện gì thế Bình? Dạ, thưa anh. Dạ, chủ tịch tập đoàn Đức Hòa bị công an bắt rồi ạ. Giết người à? Các ông có nhầm lẫn không đây? Tôi là một doanh nhân, chứ đâu phải đồ tể. Chúng tôi chưa kết luận, mà chỉ mời anh tới để hợp tác điều tra, vì có một số chứng cứ cho thấy có liên quan đến anh. Các ông sẽ định bắt tôi luôn sao? Chúng tôi chỉ mới mời anh đến để làm rõ một số vấn đề. Có cần mời luật sư của tập đoàn không? Tạm thời tôi chưa cần. Tôi có thể tự bảo vệ được mình. Chứng cứ của các ông là gì thế? Alo. Anh ơi, xe em đang chờ anh ở ngoài ạ. Được rồi, được rồi. Úi dồi ôi. Có chuyện gì thế chị? Tại cái cô ta vụ ấy chứ sao? Cô ta đúng là loại trơ tráo vô học. Ôi dào, chị chắc cô ta làm gì? Cô ta có vô học thì mới làm công việc đó. Cô ta có trơ tráo thì mới bám giết ở đó. Người có lòng tự trọng, người ta xin nghỉ việc từ lâu rồi. Tất cả cũng chỉ tại cô ta thôi. Tôi sẽ phải dạy cho cô ta một bài học. Đúng rồi đấy chị ạ. Nam, cậu phải nhớ, chúng ta sắp tuyên chiến với một thế lực không phải dạng vừa. Nếu bài viết sơ hở, chúng ta sẽ lãnh đủ đòn ngay lập tức.
bài ngửa nhé. Chúng tôi muốn nhà báo giúp sức. Đổi lại, anh muốn gì chúng tôi đáp ứng đấy. Anh chỉ cần im lặng thôi. Im lặng là cách ủng hộ quý báu. Anh cũng hiểu đấy, ở đất nước này đâu cũng thế cả. Làm ăn thì phải mánh mông, quan hệ. Các anh nói đúng thì nó ra đúng, bảo sai thì nó thành sai. Quyền ở ngoài bút canh cả. Anh Chính ơi, anh Chính ơi, anh ạ, là cái thằng nhà báo nhãi ranh ấy làm đấy, thật quá lắm. Đừng gọi nhà báo là thằng như thế. Dạ. Chuyện này không thể coi thường được đâu. Chủ tịch sáng nay đi đâu cậu có biết không? Dạ, em cũng chưa liên hệ được. Sáng nay sếp có cuộc họp ở bên ngoài. Khi nào chủ tịch về, cậu báo tôi sẽ gặp ngay nhé. Dạ vâng. Chuyện này phải đối phó ngay. Tôi lo đối thủ chính trị của chủ tịch sẽ lợi dụng, khuấy động thì không hay đâu. Theo anh, em có nên gặp cái thằng nhà báo ấy không? Trước mắt thì tôi nghĩ là chưa nên. Chúng ta cần cho dư luận và người dân thấy thái độ cầu thị. Tuy nhiên, vẫn phải chờ chủ tịch quyết định việc này. Vâng, em hiểu rồi. Chỗ chị Mai và anh Chính, cậu tìm cách xoa dịu, giúp chủ tịch giải quyết chuyện khúc mắc trong nhà. Tình thế này, bên ngoài dậy sóng, mà trong nhà không yên thì rất mệt. Vâng. Còn chuyện cô tạp vụ, nếu cần thì cho nghỉ việc hoặc điều chuyển đi nơi khác. Những việc nhỏ như thế, cậu chủ động giải quyết, đừng để chủ tịch phân tâm thì không hay đâu. Vâng, để em tính. Ông Chính, đợt này gai go to rồi. Đang lúc nhạy cảm, mà có bài báo này coi như xong phim chứ chẳng chơi. Nghe nói là còn có cả đơn thư nặc danh nữa chứ. Chính trường hơn chiến trường. Tóm lại á, đấu đá thôi. Kiểu này coi như ông Chính mất chắc ghế bí thư. Không biết được đâu. Người như ông Chính không có ô dù ở trên mới là lạ. Ui giời, những vấn đề mà bài báo này nói có gì là mới đâu. Những vấn đề về thủy điện ấy các nhà khoa học đã nêu, còn tỉnh thì đã giải trình. Cái tay phóng viên này cũng ghê thật đấy. Làm thế nào mà moi được nhiều thông tin thế không biết. Liệu mình có thiếu khách quan trong việc này không nhỉ? Tay nhà báo này không biết có chứng cứ gì mà dám nói là có dấu hiệu ở các dự án thủy điện. Lại còn đặt nghi vấn về trách nhiệm của chủ tịch tỉnh nữa chứ. Anh uống nước đi. Anh đừng quá lo lắng. Đó mới chỉ là thông tin một chiều thôi. Em sẽ cố gắng làm việc với tờ báo đó để giải quyết ổn thỏa. Tôi thấy mệt mỏi lắm rồi. Anh đang trong diện quy hoạch vị trí bí thư, mà lại là ứng cử viên tiềm năng nhất, nên chắc chắn sẽ có nhiều kẻ phá quấy. Hôm trước, chuyện thằng cha Hòa, người ta cũng xì xèo. Mà cũng tại thằng cha đó dẫn xác đến gặp anh đúng trước hôm bị bắt. Người ta xì xèo, thế còn chú? Chẳng lẽ những chuyện gì người ta xì xèo, chú cũng a dua theo à? Anh, em đâu dám thế. Trách nhiệm của em là phải thông tin cho anh về những cái việc phát sinh. Hơn nữa, kiểu gì báo chí cũng hỏi. Em phải biết ý anh để phát ngôn với họ cho thuận chứ ạ. Tôi xin lỗi, tôi không nên nóng. Chú đừng để bụng. Dạ. Em đâu dám làm thế ạ.
Nhưng mà liệu Tay Hòa bị bắt có gây bất lợi gì cho anh không? Ý chú là sao? Em sợ Tay Hòa có điều gì đó ép anh. Nếu như thế thì lúc này hắn trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Hòa Vâu đầu tư nhiều dự án ở Nam Giang, lại còn tài trợ cho trường của chị Mai nữa. Chuyện hắn thua trong vụ Sa Khê, em có cảm giác hắn không chịu để yên đâu. Anh nghĩ xem, có điều gì đại loại như một bí mật nào đó của anh mà hắn biết không? Ý em nói là có điều gì để Tay Hòa có thể lợi dụng để gây bất lợi cho anh không ý ạ? Thôi, anh nghỉ đi, em xin phép. À, Bình này. Dạ. Việc tôi nhờ chú giúp đỡ điểm trường ở Sa Khê và chuyện gửi tiền để lập đàn cúng lễ chung cho những người dân ở Sa Khê bị lũ cuốn, chú có nói với ai không? Dạ, em không, em thề là... Thôi thôi, chú không phải thề thốt đâu. Tôi chỉ tiện thể hỏi chú thế thôi. Thôi, chú về làm việc đi. Vâng. Sao tự nhiên ông ấy lại hỏi mình chuyện này nhỉ? Lẽ nào? Này, lâu không gặp, dạo đấy trông lại sinh ra đấy. Sinh mà ở xứ khỉ ho cò gái này thì làm được gì mà tớ đang muốn tìm một chỗ như cậu mà không được đây này. À, cậu đọc tờ tinh hoa mới chưa? Ờ, ý cậu muốn nói tới vụ thí điện à? Ừ. Tớ nghĩ là tất cả mọi người đều biết mục đích chính của bài báo đó. Ông chính, ông ấy đang chuẩn bị lên bí thư, cho nên là việc tung ra bài báo đó chắc chắn là để nhằm đánh vào ông ý. Mà sao tớ tưởng là cậu quên tất cả những chuyện trong quá khứ rồi cơ mà. Ý tớ không phải thế, chỉ là tớ muốn biết những vấn đề mà bài báo đấy đặt ra là thế nào, nhất là dự án Sa Khê. Nhưng sao cậu lại quan tâm tới chuyện đó? Ừ thì tớ cũng có thời gian viết về đập thủy điện nên tò mò ấy mà. Mà cậu ở huyện chắc cậu cũng nắm rõ nhiều chuyện phải không? Thôi được rồi, nhưng mà tớ khuyên cậu thật lòng là cậu không nên tham gia quá nhiều vào chuyện đó, bởi vì chuyện đó rất phức tạp và có thể liên lụy tới cậu. Anh nói sao ạ? Thông tin trên báo về việc đề bạt bí thư của anh, nghe đâu ban tổ chức trung ương đã có ý kiến nên để lại xem xét kỹ. Sắp tới ban kiểm tra sẽ về làm việc với tỉnh, dự kiến sang tuần đoàn sẽ về. Thế nhá, chào anh. Chuyện gì thế này? Em đã trình bày cả trong đơn rồi. Về việc anh muốn cậu cùng thỏa thuận làm ăn với Trường Thành à? Không, đơn giản là em không muốn làm ảnh hưởng đến bố khi ông đang ở vị trí công việc nhạy cảm. Nhưng... Em sẽ bàn giao công việc sớm. Chào anh. Ông Bình à, chủ tịch có nhà không? Tôi muốn gặp chủ tịch có chút việc. Rồi ạ, lúc báo chí đang khiến chủ tịch đau hết cả đầu, không có thời gian tiếp ông đâu. À mà này. Gì? Ông cũng chuẩn bị tài liệu để đối phó với báo chí đi, nhưng đợi khi nào có lệnh, chứ không được tùy tiện cung cấp phát ngôn bất cứ thứ gì cho báo chí đâu đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn ông. Chào ông nhé. Chào chủ tịch, tôi xin phép được dọn phòng ạ.
Anh ạ. Thưa anh, có rất nhiều phóng viên đang chờ ở cổng ủy ban, xin gặp anh để làm việc về vấn đề báo Tinh Hoa vừa nêu ạ. Hôm nay tôi bị đau đầu, chú giúp tôi việc này đi. Vâng, thế anh đi về đi ạ. Em sẽ bảo lái xe đón anh ở cổng sau. Cô Thủy. Dạ. Cô xuống nói với Lễ Tân, mời các nhà báo vào phòng khách. Tôi đưa chủ tịch ra xe rồi sẽ lên. Vâng ạ. Đẹp trời thế này mà có người đàn ông lại từ chối đi chơi với một cô gái đẹp thì thật là có tội đấy. Ôi, 20:17. Ôi, hay quá, 21:17, hết xét. Ông anh quả là có 102. Em bái phục những quả vụt của anh đấy. Chú nhường tôi đấy thôi. Dạ, em gửi nước anh ạ. Dạ, anh. Tôi nói với anh này, cầu lông ấy chỉ là một trong những sở trường thể thao của anh Thái thôi. Vâng. Khi nào có dịp ra sân gôn ấy, anh sẽ được chứng kiến thêm một tài nghệ về thể thao. Ông lại quá lời rồi đấy. Hai anh cứ nghỉ ngơi. Tôi vào nhà chuẩn bị ít thứ. Cảm ơn nhá. Dạ. Em biết anh ở Hà Nội rất bận ạ. Nhưng thỉnh thoảng rảnh anh về quê chơi, để cho chúng em còn được mở mặt mở mày một tí ạ. Chẳng gì thì anh cũng là người của Nam Giang, có vị trí cao ở Trung ương. Cậu lại đề cao tôi rồi. Làm đầy tớ của dân, chứ vị thế vị thiết cái gì. Đầy tớ như anh ấy, không những dân tỉnh này mà cả nước được nhờ ấy chứ ạ. À, thế cậu lên trên Hà Nội giải quyết một số công việc xong chưa, mà lại theo tôi như thế này? Giờ có mấy việc vặt em giải quyết xong rồi ạ. À, hơn nữa em lên Hà Nội mà không tạt qua thăm anh thì còn ra cái thể thống gì nữa. Để anh cầm cho. Dạ, đây. Cả đây nữa. Taxi. Sao anh không đưa em về? Anh đưa giúp cô này về nhà cô ấy. Em đừng quên đồ ở trong xe. Đó là quà chia tay của anh. Từ nay tất cả mọi chuyện nên chấm dứt ở đây. Anh đùa em đấy à? Em đừng cố chấp thế có được không? Nếu như anh để em hy vọng một điều gì đó thì anh thành thật xin lỗi. Em không cần lời xin lỗi của anh. Chúng ta không chia tay nhau đơn giản vì em không muốn thế. Và em không dễ dàng để anh làm điều đó đâu. Anh nhắc lại một lần nữa là chúng ta đường ai nấy đi. Nếu như em cần anh làm điều gì cho em thì anh ok. Như lần này anh dứt khoát với em. Anh đã thay khóa cửa rồi, để em đừng đến nhà anh nữa, vô ích. Được, nếu anh đã bạc bẽo như thế thì sau này dù có xảy ra chuyện gì anh cũng đừng có trách tôi. Thank you.
đó là công sức của chú. Giờ chú nghỉ làm rồi, coi như việc bán chất xám là cách kiếm sống chính đáng của chú. Chú không thích nhận trực tiếp, anh sẽ có cách chuyển cho chú. Alo. Xong rồi nhá. Dễ ợt. Tôi có mọi thứ chìa khóa để có thể mở được mọi cánh cửa. Ok. Chúc cô mau chóng có chìa khóa để mở cửa trái tim của cậu ấy. Việc báo chí chạy theo vụ thủy điện phải tìm cách dập cho sớm. Bởi nếu không, nhân vụ này ông Khắc Chính sẽ cho dừng dự án Sa Khê. Vì thế, một mặt xử lý báo chí, một mặt ra tối hậu thư với Khắc Chính để ông ta biết phải làm gì. Cậu hỏi ai? Dạ, xin lỗi. Bác ơi, cho cháu hỏi, cô Minh An còn ở đây không ạ? Cô ấy về rồi. Dạ, cháu cảm ơn. Nam à? Sao biết nhà An? Tôi search Google. Nam vào nhà đi. Hôm nay là ngày giỗ bố An nên An về sớm. Tôi thắp cho bác một nén nhang được không? Tôi nghe. Anh đã nghe chuyện gì chưa? Có ai đó gửi đơn tới ủy ban tố cáo Khắc Đức đã ăn tiền của doanh nghiệp. Sao lại có chuyện đó? Thực hư thế nào? Em cũng chưa nhìn thấy đơn, mới chỉ nghe nói thế thôi. Rắc rối nhỉ. Chủ tịch đang đau đầu vì mấy bài báo thì lại có chuyện này. Mà nghe nói là cậu Đức vừa nộp đơn xin nghỉ việc, nhưng chưa thấy chủ tịch nói gì. Dạ đúng như thế ạ. Cậu ấy mới nộp đơn ạ.
Trong sở cũng bàn tán ghê lắm anh ạ. Ai cũng thắc mắc là không hiểu tại sao cậu lại xin nghỉ việc. Chuyện chưa rõ thế nào, đừng có bép xét rồi lại mang họa nhé. Em rõ rồi. Xin lỗi ông. Cô Thủy chưa về à? Dạ chưa ạ. Anh Bình nói tôi dọn dẹp thêm phòng các phó chủ tịch ạ. Cô vào đi. Vâng. Alo. Nhà chỉ có nước lọc, Nam dùng tạm nhé. Tôi có nghe anh Thiện nói tuổi thơ của An vất vả lắm. Khi bố mẹ mất, An được gia đình bà dì họ nhận nuôi. Nhưng khi An lên 10 tuổi, dì An bị bệnh rồi mất. An ở đấy không tiện nên vào sống cho cô nhi viện. Đây là lần đầu Nam đến nhà, lẽ ra An không nên nói chuyện này. An rất ghét người khác thương hại khi biết cảnh ngộ của mình. Nam có định làm thế đâu. Nam nhớ lần gặp đầu tiên, An giữ như sư tử Hà Đông. Lúc đó Nam mới là kẻ đáng thương, vì tưởng bị sư tử Hà Đông xé xác rồi. Mà bỗng dưng Nam tìm An chắc là có chuyện gì phải không? An chắc đã đọc bài báo tôi ra hôm nay rồi. Tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của An thôi. Vì sao Nam lại làm như thế? An có liên quan gì đến việc Nam làm đâu? Tuy quan điểm chưa thật giống nhau, nhưng Nam thấy ta cùng quan tâm tới một vấn đề. An lại là đồng nghiệp duy nhất mà Nam quen tại Nam Giang. Thực ra hôm nay An đã đi xa khê. Như vậy là An đã quan tâm hơn tới chuyện mà tôi đang làm đúng không? Xa khê là quê của An. Trong cuốn nhật ký mà bố An để lại, ông rất mong muốn có một nhà máy thủy điện ở đó, vừa để ngăn dòng chảy hung dữ của sông Vức, vừa để có điện cho người dân, góp phần cải thiện đời sống. Hơn 20 năm bố An đi xa rồi mà ở đấy vẫn chưa có điện. Trong nhiệm kỳ của ông Khắc Chính, có những huyện đã thay đổi rõ rệt, như Chữ Ninh rồi Sơn Thanh. Thế mà Sa Khê thì... Công bằng mà nói, Sa Khê là huyện xa nhất, giao thông lại không thuận tiện. Tuy vậy, nếu giấc mơ đổi thay vùng đất đó lại là cái cớ cho những kẻ trục lợi, điều đó còn đáng buồn hơn. Đọc bài báo của Nam và chuyến đi Sa Khê vừa rồi, An hoang mang quá. Trong nghề của mình, đôi khi sau một chặng đường dài miệt mài tìm kiếm, khi sự thật đang ở trước mắt, thì lại thấy sợ đi đến tận cùng. Nhưng dù ta không muốn, thì sự thật vẫn là sự thật. Còn có nhiều điểm mờ, bài báo của Nam cũng chỉ gieo vấn đề ra thôi. Để đi tới tận cùng, An nghĩ còn xa đấy. Đúng. Vậy An có cùng tôi đi tiếp cuộc hành trình này không? Trong nhật ký, bố An còn nhắc đến một người bạn có chung hoài bão. An có linh cảm người đó biết rất nhiều điều mà chúng ta chưa biết. Vậy giờ ông ấy đang ở đâu? An đã tìm cách liên lạc với ông ấy chưa? Bố An không viết rõ tên nên không biết đó là ai cả. Có một thời gian An cứ nhầm tưởng là một người, nhưng sau mới biết có lẽ mình nhầm. Anh Chính. Anh Chính ơi. Anh ạ. Dạ, có việc này em phải xin lỗi anh. Có chuyện gì vậy? Dạ, sáng sớm nay chị Mai nhà mình điện thoại cho con Mụ lắm mồm nhà em, bảo là chuẩn bị xe cho chị ấy lên Hà Nội ạ. Làm gì có chuyện đó. Lúc tôi từ nhà đi gặp thằng Đức, bà ấy vẫn ở nhà cơ mà. Bà ấy còn đưa thuốc cho tôi, dặn là đưa cho thằng Đức. Dạ, chắc chị ấy đi ngay sau anh ạ. Chị ấy dặn con Mụ nhà em cấm không được bép xép. Nhưng anh biết tính con Mụ nhà em đấy, ruột cứ để ngoài ngã tư, có giữ được cái gì bí mật đâu. Dạ,
Em thấy có trách nhiệm phải báo cáo anh ạ. Bà ấy lên đấy làm gì cơ chứ? Mời bà. Cảm ơn ông. Tôi đến đây chẳng còn lòng dạ nào mà nước với nồi nữa cả. Ông biết đấy, thằng con tôi chỉ là một công chức bình thường ở Sở Công Thương. Thế mà các ông vu khống cho nó là chạy dự án này, chạy dự án kia. Xin bà cứ bình tĩnh. Báo chí chỉ nêu những vấn đề bất cập khi tỉnh duyệt dự án thủy điện. Chúng tôi không vu khống một cá nhân nào chạy dự án cả. Nhưng mà các ông nêu đủ chuyện xấu, rồi đăng cả ảnh có bút tích của con tôi. Các ông làm thế quá là giết người không sao? Bức ảnh đó chỉ là một trong những tài liệu tham khảo. Anh Khắc Đức còn có nhiều động thái tư vấn cho doanh nghiệp, bỏ qua một số vấn đề thuộc về quy trình bắt buộc khi xem xét hồ sơ. Có thể bà không hiểu, nhân tiện tôi cũng nói luôn để bà hiểu. Báo chí chúng tôi biết 10 mà chỉ dám viết 1-2, chứ không bao giờ biết 1-2 mà dám vống lên 10 cả. Tôi không dành về chuyên môn, nhưng mà tôi khẳng định con trai tôi không làm gì nên tội cả. Các ông dùng ngòi bút để đổi trắng thay đen. Mà tôi nói luôn nhé, là tôi có thể kiện các ông đấy. Nãy giờ bà nói rất nhiều đến những từ vu khống, đổi trắng thay đen. Xin lỗi, bà có thể chỉ rõ cho chúng tôi biết chúng tôi vu khống chỗ nào, đổi trắng thay đen chỗ nào? Nếu sai, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thằng con trai tôi hôm nay phải lên làm việc với công an. Tất cả là vì các ông đấy. Thưa bà, việc anh Đức được cơ quan công an triệu tập lên vì lý do gì? Hiện chúng tôi còn chưa rõ. Vậy sao nói chúng tôi vu khống gây nên chuyện? Tôi không tranh cãi với ông nữa. Tôi sẽ lên gặp cấp trên của ông. Anh có hút thuốc không? Cảm ơn anh, tôi không hút. Vì sao trong tờ trình đó anh lại ghi bên lề lưu ý với giám đốc về chỉ đạo của chủ tịch tỉnh? Tôi là người trực tiếp xét duyệt hồ sơ, nên tôi thấy tôi phải có trách nhiệm nhắc cho giám đốc của mình biết về việc đó. Chỉ đạo đó chủ tịch nói riêng với anh hay là chỉ đạo trong cuộc họp nào? Đó là chỉ đạo trong một cuộc họp. Và các anh phải theo chỉ đạo đó? Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo theo chủ trương, còn chúng tôi là cơ quan bên dưới phải thực hiện theo đúng trình tự. Anh có muốn uống nước không? Cho tôi xin một cốc. Mời anh. Cảm ơn anh. Anh vẫn ở với bố mẹ phải không? Không, tôi đã có nhà riêng. Tuy chưa lập gia đình, nhưng tôi muốn sống tự do. Chủ tịch có mỗi một cậu con trai mà cho ra ở riêng à? Bố tôi là típ người có quan điểm hiện đại. Tôi đã đọc kỹ tờ tinh hoa rồi. Chúng ta không thể im lặng mãi được. Với truyền thông, càng im lặng càng để lại hậu quả không tốt. Em thấy anh tính vậy cũng phải. Để em soạn công văn phản đối bài báo đó, yêu cầu phải đính chính lại. Không nên đối đầu với tờ báo đó. Họ có quyền nói những gì họ muốn, còn chúng ta sẽ chứng minh cho họ thấy là họ sai. Em không hiểu à? Chiều nay cậu triệu tập tổng biên tập báo Nam Giang lên để chúng ta cùng bàn. Đề nghị cả cái cô phóng viên mà theo dõi khối ủy ban ấy. Cô gì nhỉ? À, cô Minh An. Dạ, việc soạn công văn ủy ban cũng làm được. Cần gì bên báo à? Cậu này lạ thật. Tôi đã bảo là không đối đầu với họ. Chúng ta không gửi công văn cho họ, mà sẽ cho đăng bài trên báo Nam Giang. Báo Nam Giang là cơ quan ngôn luận của tỉnh, thì chúng ta có quyền phát ngôn trên đó. Dạ vâng, lát nữa em sẽ điện sang bên đó. Không, cậu làm ngay. Phải thông báo với họ để họ sắp xếp thời gian, nói là đúng 2 giờ chiều có mặt ở phòng tôi. Cứ nhìn chủ tịch rối bời nên là tôi không yên tâm được. Việc này phải giải quyết càng sớm càng tốt. Dạ vâng, em đi ạ. Ngồi đấy đã. Cậu ngồi xuống đi. Cậu phải rút kinh nghiệm, nắm bắt tình hình kịp thời hơn. Không thể để mất bò mới lo làm chuồng. Thời điểm này có rất nhiều kẻ muốn gây mất đoàn kết nội bộ và hạ uy tín của lãnh đạo tỉnh, nên phải hết sức cẩn thận. Từ giờ có việc gì cậu phải báo cáo với tôi để bàn cách xử lý, không nên chỉ trao đổi riêng với chủ tịch. Anh có nhớ người chạm cốc với anh không?
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là một cuộc gặp với những người bạn của tôi. Ở đó có nhiều người, họ đều mời tôi rượu và tôi đều từ chối. Cụ thể là người chạm cốc với anh, anh có nhớ không? Tôi nhớ rồi. Anh ta là Hùng, là một doanh nghiệp đang muốn tìm hiểu và đầu tư ở Nam Giang. Hôm nay dừng ở đây thôi. Xin lỗi các anh, tôi có thể hỏi các anh một câu được không? Anh cứ nói đi. Tôi thắc mắc là vì sao các anh lại hỏi tôi về quan hệ với người này. Anh ta là nhà đầu tư, còn tôi là chuyên viên ở Sở Công Thương. Tôi hoàn toàn có thể gặp gỡ, thậm chí là tư vấn cho anh ta. Chẳng lẽ những gì tôi làm là bất hợp pháp à? Anh yên tâm đi, hiện tại anh ta không làm gì sai trái cả, cũng không có chuyện gì liên quan tới anh. Nhưng anh ta đang quan hệ với một người khác mà chúng tôi đang muốn tìm hiểu. Chào bà chủ tịch. Chắc tôi đến hơi đường đột, tôi có thể ngồi được không? Mời anh. Nghe nói chị vừa đi Hà Nội về, sao chị không đợi cậu nhà rồi về cùng luôn? Anh đến gặp tôi có việc gì? Lâu không gặp nên tôi qua thăm chị. Nhìn chị xuống sắc, chắc là thời gian qua chị lo cho Khắc Đức nhiều. Anh đừng nghĩ chuyện gì cũng biết cả như thế. Dĩ nhiên rồi, tôi làm sao biết hết được. Nhưng có vài điều tôi muốn nói để chị lưu ý. Ông Hòa dù đã nhập kho, nhưng tôi vẫn có thể liên lạc được với ông ta. Nên việc ông ta khai thế nào, không chỉ mình ông ta quyết là được. Ý anh là gì? Trước sau gì, tôi cũng nghĩ chị là người chung thuyền với chúng tôi. Nên nói thật, tôi không muốn chuyện xấu của cậu nhà bung bét ra. Nói tóm lại, là việc êm hay không đều nằm trong tay ông chủ tịch. Mà chị lại là người giữ chìa khóa trái tim của ông ấy. Chào anh. Vâng. Em đang ở Sài Gòn, nghe tin bác bảo anh có chuyện không hay nên em bay ra sáng nay. Lâu quá rồi, chúng ta không gặp nhau. Anh không ngờ em còn lo lắng cho anh nhiều như thế. Em sợ anh sẽ căng thẳng, lo lắng vì việc này. Em có thể ở bên anh lúc này được không? Được anh quan tâm như vậy thì tốt cho chúng tôi quá. Điểm trường này so với hồi mới lập lại nhìn đã khang trang hơn, nhưng nói chung vẫn còn thiếu thốn nhiều thứ lắm. Sao tôi nghe nói ông chủ tịch tỉnh đỡ đầu cho điểm trường này cơ mà. Làm gì có chuyện đó. Đúng là ông chủ tịch tỉnh năm nào cũng tặng quà, sách vở, quần áo. Mấy năm trước bão làm tốc mái, hư hại mấy phòng học, ông ấy phải bỏ tiền túi ra để tu sửa đấy chứ. Nên nhiều người cho là ông ấy đỡ đầu. Có kẻ độc mồm còn bảo ông ấy tài trợ cho nòi giống của ông ấy đã học hành ở đây. Đúng là dân gian, chuyện gì cũng xuyên tạc được. Nhưng tôi nghe nói ông chủ tịch tỉnh không bao giờ về đây, mà chỉ cho thư ký mang quà và tiền đến hỗ trợ. Dường như ông ấy có điều gì đó bí mật nhỉ? Ôi, chuyện thiên hạ nói, anh để ý làm cái gì? Có lẽ ta nên bàn việc anh định hỗ trợ cho trường chúng tôi thế nào. Bàn mãi chuyện ông chủ tịch tỉnh tôi e không tiện. Thì tôi cứ phải hỏi xem tình hình điểm trường thế nào thì tôi mới tính đến chuyện tài trợ cái gì cho phù hợp chứ. Vâng. À, trước khi ta bàn chuyện chính, tôi nhờ ông tìm giúp một người quen, nghe đâu trước đây sống tại điểm trường này. Ở đây chỉ có tôi thôi. Hai cô giáo phụ trách điểm trường đều đã có gia đình riêng, ở mãi tít trong xóm kia. Tôi tìm một cô tên Thủy, cỡ khoảng 35-38 tuổi gì đó, hơi đậm, trông cũng khá xinh. À, cô ấy bây giờ đang làm tạp vụ ở mãi trên tỉnh cơ. Ui, vậy mà tôi cứ tìm ở đâu đâu. Nhưng cô ấy vào làm được ở ủy ban,
chắc cũng phải có người nhà làm cán bộ nhỉ? À, chuyện này thì tôi cũng không rành đâu. Cô ấy chỉ sống tạm ở đây một thời gian ngắn. Anh Bình tránh văn phòng ủy ban tỉnh thương hoàn cảnh của cô ấy nên giới thiệu việc cho đấy. À, cảm ơn anh. À. Lâu rồi anh mới có cảm giác thanh bình thế này. Vậy thì anh ở lại đây luôn đi. Ở lại với em. Em quá tốt với anh nên anh không muốn em dính dáng đến anh lúc này. Như vậy nó sẽ gây phiền phức cho em. Đừng hy vọng nhiều vào anh. Em sẽ làm như anh nói, sẽ không hy vọng nhiều. Nhưng em sẽ không rời anh đi nữa. Những ngày qua đã cho em hiểu thêm nhiều điều. Em biết em sẽ phải làm gì. Em sẽ về Nam Giang. Nơi nào có anh, nơi đó sẽ là nơi em chọn.